đeo nữa cả. Này vàng giả mà. Trời ơi, tao biết cái nơi mua vàng giả mình đeo. Trời, có đỡ hơn không? Đeo ra quá thì thuê lấy đè cho nó chứ rồi. Đâu mất tiêu rồi trời. Đâu mất tiêu rồi trời. Thiệt chứ. Đi chợ gặp thấy con dây chuyền đẹp, tính vui về cho con chó đeo, ai lấy bắt vô thì chứ. Rồi ông làm gì ông chạy như bị ăn cướp vậy? Ăn cướp nó gượt chứ gì? Trời trời, có bị sao không? Có bị mất tiền không? Hên là tôi không có đem tiền nữa. Để cộng với chuyện quỷ đi không nè. Đã dần giả rồi, mua cộng gì vừa vừa cho tôi đeo thôi. Mua cộng gì bự dữ thần ngôn vậy? Ủa gì? Tôi đeo cộng với chuyện này tôi ra ngoài uống cà phê ngoài á. Hồi đi về đường về không biết cái thằng ông nội nào á, nó chạy sao nó nắm cộng với chuyện nó giật tôi vậy nè. Ôi trời, cộng với chuyện chạy bá nó giật cái muốn lẹ lử luôn vậy. Hên là tôi chạy kịp đó, không về không biết Tết này ăn Tết được không nữa. Ông nội ơi, cộng dây chuyền tôi mua cho con chó đeo đó trời. Tôi để trên bàn kệ tôi, ai kêu lấy đeo, chảnh chảnh chút xíu nó xanh cỏ rồi. Trời ơi trời, tôi con chó. Anh, hôm qua anh đi thăm ông bác Năm sao rồi anh, ổng khỏe chưa? Ôi, khỏe gì em ơi. Ổng bệnh mà ổng không biết nghe lời bác sĩ gì hết trơn á. Gì kỳ vậy? Gọi vậy chừng nào mới hết bệnh trời. Đó, bởi vậy mới nói. Bệnh của ổng á là bác sĩ dặn không ăn cam với ăn quýt. Mà tuần trước anh qua anh thăm á, trời ơi, bước vô cái giường một cái vỏ cam với vỏ quýt nằm lên láng giường. Thiệt tình. Rồi hôm qua anh qua làm sao rồi? Thì cũng y vậy đó. Bác sĩ kêu ổng á là cứ ăn thịt gà luôn. Chị mà cũng gán ăn cho được. Sao anh biết? Sao không biết? Chuyện qua vô tình anh qua anh thăm ổng á, anh thấy nguyên cái chổi lông gà nằm trên đầu nằm á. Em. Thích không? Thích. Thích hả? Em mà thích là bà mẹ bà cũng thích. Ngày mai sinh nhật bà mẹ, anh mua cái này anh tặng mẹ nè. Gì em? Xe bị lủng cái gì rồi nè, anh coi giá lại giùm em coi. Gì kỳ vậy? Anh mới chạy hồi sáng đó. Ai biết đâu, em mới leo lên là em thấy nó xẹp vậy đó. Rồi xong. Cái chiếc xe này á, nó chở ngừ được thôi à. Chở heo lủng phải rồi. Tôi giả cho con cái bây giờ. Coi giá giùm tôi đó, hồi tôi đi công chuyện đó. Xong chưa anh ơi? Lâu quá vậy? Rồi, sắp xong rồi nè. Rồi, bánh luôn.